Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là bộ đồ chơi rút gỗ Wishtoy các bạn. Đây là một sản phẩm được rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất ưa thích, đặc biệt là những em nhỏ, những bạn trẻ từ 8 tuổi trở lên. Cái sản phẩm này dành cho cả trẻ em trên 8 tuổi lẫn người lớn luôn các bạn nhé. Rồi, thì nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm là ở đâu đây mình coi. Made in China các bạn, ở đây. Nhưng mà được sản xuất dưới giấy phép của Iwin Toy. Nói chung là sản phẩm này là sản phẩm có giấy phép hẳn hoi các bạn. Nói chung là nó an toàn sức khỏe. Rồi, bây giờ mình sẽ phải lấy sản phẩm này ra các bạn nhé. Trước khi lấy sản phẩm này ra thì mình nói luôn là sản phẩm này là một sản phẩm đồ chơi trí tuệ, nó giúp cho chúng ta có khả năng quan sát, kiên nhẫn và có óc phán đoán tốt. Đấy, và là một cái hình thức giải trí sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, mệt mỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm này ra các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy trong này có 4 hộp xi ngầu các bạn nhé. 4 hộp xi ngầu từ 1 cho đến 6. Ok. 1 viên. 1 2 3 4 5 6. Ok, 2 viên. 3 viên. 4 viên. Ok. Rồi. Tí mình sẽ hướng dẫn lý do vì sao mà lại có 4 viên chiến ngầu ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái sản phẩm này ra các bạn nhé. Rồi, sản phẩm này bao gồm 4 hộp xi ngầu và tổng cộng là 54. Đây, 54 thanh gỗ. Đấy, 54 thanh gỗ. Thì gỗ đây thì trong cái thông tin về sản phẩm thì nó không ghi rõ là loại gỗ gì, nhưng mình thấy gỗ này nó cũng tương đối là nó được cái là nó rất là nhẹ. Theo mình nghĩ là gỗ thông. Có vân như thế này là gỗ thông các bạn nhé, theo mình nghĩ là như vậy, nhưng mà cũng tương đối là cứng cáp. Ok, rồi mình sẽ lấy này ra. Mà các bạn lưu ý này, khi chúng ta lấy ra thì các bạn chú ý là tại sao người ta lại sắp xếp như thế này, 1 2 3 này. Đấy. Bên này là 4 5 6, bên này là 7 8 9. Đấy. Cái ba thanh người ta chồng lên nhau như vậy thì khi chúng ta lấy ra thì đương nhiên là chúng ta phải xếp lại từ đầu. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ rút từng cái ra, cái rút đó thì là trong quá trình chơi chúng ta sẽ làm. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra từng thanh kiểm tra các bạn nhé, chủ yếu là cái sản phẩm mình có tốt hay không, cái chất lượng có tốt hay không, các loại gỗ có bị lỗi không. Mình thấy gỗ trong này thì cũng tương đối ổn, số đầy đủ rồi nhé. Đây, 4, 5, 6, ok. Làm vậy cho nó nhanh chắc. Bảy tám chín, ok, 10 11 12, ok. Chỗ này nó có vân gỗ các bạn ơi, nó cũng bị một số chỗ nó bị kiểu như nó bị lủng ấy, như là mắc gỗ đó. Mình thấy cái này cũng không vấn đề gì. Ok, 13 14 15, ok, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ok, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
5, 2, 5, 3, 4. Ok, như vậy là đủ tổng cộng 54 thanh các bạn nhé.